Thưa quý vị, tối qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam cho trận gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út tại lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Và ngoài những cầu thủ đang chấn thương như là Đình Trọng, Minh Vương thì các nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam đều có mặt. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ thực hiện một sự thay đổi so với danh sách trận gặp Nhật Bản hôm 11 tháng 11. Đó là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sẽ thay thế người đồng đội ở U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Bình. Trước đó thì Thanh Bình được đăng ký ở trận gặp Nhật Bản sau khi mà Đình Trọng dính chấn thương. Một cầu thủ của U23 Việt Nam tiếp tục được đăng ký đó là Lê Văn Xuân. Với cá nhân Công Phượng thì tiền đạo này sẽ có lần đầu được chạm trán với đại diện của Tây Á ở vòng loại World Cup 2022 sau khi đã vắng mặt ở lượt đi. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV6 và ứng dụng VTV Go. Phần bình luận trước trận đấu thì sẽ diễn ra một tiếng trước giờ bóng lăn.